Cái việc đầu tiên của mình là mình coi cái hình này kích thước là bao nhiêu ha. Đây, 1920 1080 đường dẫn ha. Copy nó luôn. Rồi. Bây giờ mình lấy một cái plan để mặc định. Đây, gõ vào đây. Ở cái phần input nè, mình gõ vào 19. Ừ, 1920 thì 19.2. Ở dưới là 10.8 à, đây 1920 1080, đây nó là như thế này. Sau đó mình bỏ cái phần lưới này đi ha, bỏ lưới này đi, rồi mình còn được một cái mặt phẳng. Bây giờ mình dán cái hình nó lên, mình không có sử dụng giống y như ở trên mấy cái bài trên mạng của người khác người ta chỉ, tại vì nó có nhiều cái bất tiện lắm. Còn ở đây thầy hướng dẫn mục đích là mình có thể nhìn trước nhìn sau được, cho nên là mình phải tập lấy từ cái này, mặc dù mình chưa có học tích chơ ha. Rồi ở trên cái phần render đây nè, nó sẽ có chất liệu ha, nó sẽ có một vài cái chất liệu. Thì việc đầu tiên của mình là mình phải chọn nó lên, chọn nó lên, sau đó cho nó một cái lambert. Mặc định của nó là nó sẽ có cái lambert ha, còn không thì mình sẽ bấm, mình chọn nó lên xong mình bấm chuột phải vào cái vùng nhìn ở đây ha. Đây phía dưới này nó có cái size new material ha, hoặc là mình xuống dưới này nó có sẵn một số cái lambert blend gì đó ha, thì mình chọn lambert ở đây ha cho nó nhanh, hoặc ở trên kia thì mình lít cũng được. Đây ví dụ trên này, nhưng mà nhớ là phải chọn này nha, lít vào đây. Đây nó ra một cái. Ở đây nó sẽ có cái lâm bước 2. Cái lâm bước 1 là file gốc ha, chất liệu gốc mình không có sử dụng trên đó mà mình sử dụng đây. Thì khi mình vào đây mình nên đặt cái tên ha. Mình ở đây mình đặt tên là mình để chữ background đi hay gì cũng được ha, background, backdrop hay gì đó tùy mình. Rồi xong thì mình lít vào đây nè, đây nó có cái chất liệu của nó ha, mình chỉ có việc chỉnh nó trong suốt hay gì đó, hay làm gì đó mình tính tính sao. Rồi bây giờ mình mới add cái hình lên, mình vào trong cái phần color ở đây, lít vào đây phần checker ở đây nè, rồi chọn file ha, nó lên một cái bảng thì mình chọn file đây. Đây rồi mình chọn đường dẫn ha, rồi chọn cái con vật đây số 2. Lúc này mình vẫn chưa thấy cái hình, lấy lý do là mình chưa có bật texture ở đây lên. Bây giờ mình bật texture ở đây lên nè, click vào đây có hình, nhưng mà cái hình nó chảy không có đúng ha. Thường nó chảy là nó chảy theo dạng hình vuông, còn của mình là hình chữ nhật thì bắt buộc mình phải chảy lại cái UV cho nó ha. Mình lên đây UV, rồi ở đây nó có cái plana là mình chiếu phẳng, ở đây là chiếu từ trên xuống là trục y ha, trục y nè, từ trên xuống là trục y nè. Đây mình chọn plana vào cái ô vuông đây, đây mình reset trước đi, rồi mình chọn trục y và bấm reset là xong. Đấy lúc này là nó bắt đầu nó xuất hiện theo cái dạng polygon ha, face. Thì mình bấm chuột phải chọn Object Mode là xong, đúng không? Rồi bây giờ mình dựng đứng nó lên nè, xây đứng nó lên à. Rồi mấy em muốn xây cho nó chính xác 15 độ 20 độ gì đó thì mấy em vào trong cái phần rotate ở đây, lít đúp lên, chọn cái tool setting của nó à. Ở đây mình có snap nè, bật cái reality nè ha, để 15 độ chẳng hạn. Rồi ra đây thì mình không cần phải nhìn thông số ở đây, mình cứ kéo nè, đấy nó snap đúng không, chính xác 90 độ đó, nó thẳng lên rồi đó. Rồi bây giờ mình mới mở ở các cửa sổ mặt cắt ra, phong mở texture đây lên, texture texture nè. Rồi mình phải quay một cái nữa qua nghiêng ha, mình mới quay một cái qua nghiêng nghiêng nè. Giờ mình đúp lên, bấm Ctrl D. Ctrl D. Rồi, thường thì cái nhân vật nó phải quay ra ngoài ha, nó phải quay ra hướng này nè.
Đó. Đây, quay ra 90 độ. Vậy nếu vậy thì nó ngược cái mặt, đúng không? Rồi mình phải quay nó vào trong. Mình quay ra ngược mặt, mình thấy nó màu đen là mình biết ngược mặt ha. Rồi, quay nó vào trong như vậy xong. Bây giờ mình coi nè. Đây. Lúc này cái này là nó quay mặt, nó quay mặt qua hướng này là sai, mình phải quay mặt ngược lại. Thì ở đây mình dùng lệnh scale ha. Dùng lệnh scale nè, đây nè, chụp x nè. Mình đánh dấu trừ vô đây. Đó. Nó quay cái mặt ra ngoài. Nè, bây giờ mình dời. Bây giờ mình mới dời nó cho chính xác nè. Đây, ví dụ như đây. Ngay giữa ha, con này. Con này nè, ở cửa sổ sai lên này. Rồi, bên này mình chọn lên cái tấm này lên, mình chọn tấm này lên kéo ngay giữa là con này, ngay giữa nè. Đó, ngay giữa. Ha, vậy là mình biết cách set reference cho một cái project của mình làm. Xong, bây giờ mình mới thí dụ mình lấy một cái khối ra mình làm nè. À, nó bị che, thấy không? Thấy nó bị che nè. Nó đè lên nhau thì bắt buộc mình phải dời cái hình ra phía sau để mình thấy được cái con này ha. Rồi mình dời cái hình này ra phía sau để mình còn thấy được cái hình con này ha. Nhưng mà khi mình quay qua đây nó tối nè, quay qua đây nó tối nè, đó mấy cái plane là nó bị tình trạng, thì image plane là nó bị tình trạng đó, cho nên là thầy mới hướng dẫn các em làm cái kiểu này nè thì nó mới không bị ha. Bây giờ bắt đầu mình mới cái phần phía sau này đi ha. Để ví dụ như mình trong quá trình mình làm mình quay quay qua đây hoặc là phía sau nhìn tới là mình có một cái hình phía sau nữa ha. Mình nhìn cái hình nè, ví dụ mình lấy cái hình này mình đưa vào thì nó là khác nữa ha. Giờ mình muốn thấy nè, bây giờ mình vào attribute. Rồi trong cái phần này nó có cái blend shape á ha. Blend là cái tên của nó nè. À, shape nó có thêm cái phần shape là khung hình nó đó. Rồi mình lít vào thì dưới này nó có render style. Này, tắt cái double size này đi. Đã, bây giờ mình thấy trong suốt nè, quay qua đây vẫn thấy bình thường ha, không thấy gì hết. Đây là cách mình thể hiện là tốt nhất. Đây, bên này mình cắt luôn. Rồi. Thì mình muốn nhìn trước nhìn sau gì đó mình thêm một cái nữa. Thí dụ như cái này là nhìn nghiêng, cái này là nhìn ra đằng trước, muốn nhìn ra đằng sau thì mình đúp lên cái này mình đưa ra ha. Nhưng mà mình không cần thiết cái đó lắm. Rồi xong thì mình mới chọn hết hai cái tấm này. Mình vào channel box ở đây. Phía dưới này nó có cái layer. Lít vào cái layer bên phải. À đây. Cuối cùng nè. Đó, bây giờ ẩn hiện nè. Ẩn hiện nè ha. Rồi khóa nó lại bằng cách lít vào đây. À, khóa này là khóa view bình thường, khóa này là để xem luôn ha. Rồi bây giờ mình không chọn nó được nữa. À, bây giờ mình chỉ có làm việc thôi chứ không có làm gì khác nữa hết. Đó là cách tạo cái reference cho cái project của mình ở đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ tập làm theo cái kiểu blocking ha. Mình không có nhất thiết là phải dùng school hay gì hết ha. Mình cứ làm thoải mái thôi. Mình có thể lấy bất kỳ cái khối gì, không có sợ nó là hình tam giác hay tứ giác hay gì hết. Mình cứ làm thoải mái. Đây, bây giờ mình đưa cái này lên thì bây giờ nó che nè, đúng không? Nó che mình đâu thấy đường đâu mình làm. Mình mở X-ray. Nếu máy mình mạnh á thì mình mở X-ray lên thì nó cũng thấy ha. Đây là cái cách người ta làm model thôi, nhưng mà nó vẫn mờ, đúng không? Mấy cái hình này nó cũng bị mờ luôn, X-ray là nó mờ đều hết. Thì cho nên á là mình mới làm theo kiểu như thế này. Mở cái phần attribute ra. Chọn đúng cái lâm bậc 1 là cái file màu gốc ha. Đây, tăng cái độ trong suốt này lên. Thì lúc này cái hình này nó vẫn rõ, nó không có mờ. Mà cái này thì lại trông lên cho mình dễ làm, ha. Đây bây giờ mình thấy rõ ha, mình muốn trong bao nhiêu mình trong, muốn mờ nhiêu mình mờ. Đây. Đấy, cho nó ok.
Còn nếu mình muốn làm để cho nó nhanh á, mình khỏi phải vào đây mình kéo lên hay gì á, thì mình có một cách nữa là mình làm cho nó hai chất liệu, một cái chất liệu trong suốt và một cái chất liệu mặc định ha. Thí dụ như chất liệu mặc định là number 1, và mình lấy một cái nữa là chất liệu trong suốt. Bây giờ mình add cái mới nè, đây một cái number nữa ha. Rồi mình lấy cái này là trong suốt, mình gõ vào ha, trong suốt nè. Rồi thí dụ mình vẽ, mình kéo điểm hay là làm gì đó ha, bây giờ mình kéo mình làm gì đó xong xuôi, mình muốn thấy cái khối ha, muốn thấy cái khối, mình trở lại offset mode này, mình bấm chuột phải, mình vào dưới cùng đây nè, thấy thấy cái lâm bậc một nè, lít vào nó là nó trở lại. Rồi mình làm tiếp thì mình lít vào đây, chứ mình đừng có mở cái bảng attribute lên, nó rất là khó chịu, rất là lâu ha. Đây trong xuống nè ha, đây lâm bậc nè, đó là cách làm ha. Bây giờ mình bỏ nè nha, rồi mình lấy lại mình khối nè. Bây giờ mình có hai cái chất liệu rồi, tha hồ mình làm. Đây đầu tiên cái này mình add cái chất liệu trong vào đấy, rồi bắt đầu mình scale rất là dễ ha. Đây, như thế này, rồi quay qua cửa sổ nhìn nghiêng, đây nó trong sẵn luôn, phải không? Nó trong sẵn cho mình luôn. Nếu mà mình muốn lấy cái khối này, hoặc là mình lấy cái khối vuông rồi mình smooth cũng được, hai cách, cách nào cũng được đó, miễn sao mà mình nhắm nó nhanh nhất ha. Ví dụ như mình làm cái này tới đây cái nó xấu, nó không đẹp, mình bỏ đi, phải không? Mình lấy cái khối vuông nè, thường thì người ta sẽ dùng đến cái khối vuông, lấy cái vuông nè, chọn trong lại nè. Rồi mình sẽ làm gì, mình vào mesh smooth ha. Bây giờ mình thấy nó tròn nè, đúng không? Rồi mình từ cái này nè mình mới chỉnh sửa, mình kéo nó dễ hơn ha. Giờ object mode nè, đây đã kéo lớn lên nè. Rồi thường thường thì mình làm mình phải xây theo cái khối của nó ha. Đây mình mới tắt tắt cái này đi, reset đi, nãy là mình làm cái khung kia thôi đấy. Rồi bây giờ mình muốn thêm cái gì mình kéo ra là lúc này rất là dễ, mình chỉ có việc kéo ra thôi, đúng không? Đây à, rồi từ từ từng bước kéo nó vô như thế này, chỗ nào lồi lõm ra sao thì mình cứ việc canh đó. Rồi rồi xong, mình mút nó một cái nữa, hoặc là mình chia lưới thêm ở đây multicut ha. Bây giờ mình quay qua bên này xem hai bên nó khác nhau một tí thì cái đó có thể kéo này xuống một tí, cái phần này nó hơi thiếu thì chút nữa mình sẽ kéo nó xuống, nó mình chưa có ép thêm mà. Đây nhấn Ctrl thêm thêm, rồi chỉnh sửa lên. Làm như này là mình bước đầu mình đỡ tốn cái phần suy nghĩ ha. Đây rồi kéo này xuống qua bên này, đây nó xuống đều đều rồi, thấy không? Giờ nó xuống đều rồi là ok rồi. Bây giờ mình bấm số 3 thử nè, đó nó nhỏ hơn đúng không? Thì mình chọn lệnh mình để nguyên cái số 3 này, mình kéo ra một tí ha, kéo lên một tí rồi dịch chuyển lại. Rồi bên này đây ok không, hơi thiếu nè, bắt đầu mình cũng kéo nó ra. Đà. Không có gì khó cả đó, này đẩy lên rồi phù hợp, mình được cái bụng à, được cái bụng rồi. Rồi cái này thì chút nữa mình sẽ smooth lại,
Bây giờ cái khối này mình cho nó làm vợt lại cho nó nhanh. Đấy, ra cái khối liền ha. Số 3. Rồi chỗ nào nó phồng, nó lòi lõm gì đó thì mình cứ việc tiếp tục mình dẫn ha. Rồi bây giờ tới cổ cũng vậy, phần cái đầu, cái cổ hay cái bất cứ cái chỗ nào mình muốn làm riêng thì mình cứ làm riêng, không có sao hết. Đây thì mình có thể mình lấy cái hình trụ đưa vô ha. Thường thì cái hình trụ ban đầu của mình là nó 20, ở đây mình sẽ cho nó nhỏ 8 lại ha, nó ít lại, mình cho nó 8 thôi. Rồi cái phần khớp này tắt nó đi cho nó dễ, khi nó mình làm smooth đó, nó không có bị răng cưa gì trong đó ha. Rồi keo nó lại, kéo nó ra, để luôn dài ra, rồi xây nó, không xây gì cũng được ha, xây nó một tí. Rồi đặt vô ngay đây, bắt đầu mình chọn cái chất liệu trong đầu mình làm chia lưới ra, chia lưới chia lưới chia lưới ha. Thì mình có thể chia trên này ha. Rồi cứ việc chọn và kéo ha. Luôn luôn vuông góc với cái khối ha. Đây rồi scale nó ra đó, đẩy nó sâu vào tí, xây nó lại cho nó vuông, đặt ở đây này, keo nó lại. Mình không có phải suy nghĩ gì nhiều ở ở cái mức này cả, mình chỉ cần coi cho nó đúng trước thôi. Rồi cái này sâu vô mình thấy dạ, nhìn vào đây cái cổ chiều này nó rộng hơn, keo nó ra từng tí từng tí, từng bước là mình làm là nó hiệu quả. Rồi à xíu dạ chỗ này bắt đầu mình mới làm thêm lưới và là vừa làm cho nó tròn ha. Rồi em nở lại number 1, mình cứ bấm chuột phải, tập quen cái thao tác này là mình sẽ làm rất nhanh ha. Rồi bây giờ ở đây nè, mình mới thêm lưới, đúng không? Thêm đi, rồi chút nữa mình ép flow ha. Đây sau đó mình chọn nó lên chọn cạnh ha, rồi nhấn shift chọn hết mấy cái cạnh đường mình mới thêm á, đường mới thêm là đường giữa đây. Đây là những cái đường giữa nè, mình ép flow đó. Rồi, vào đây. Edit ép flow nè. Đó, nó giãn. Nó giãn ra. Nó căng tròn ra. Cái nào nó hư thì mình chỉnh lại. Cái này là nó bị lệch xuống do cái đường bên trong. Rồi. Nhỏ lại tí. Rồi. Rồi mình tô màu lại cho nó. Đấy, bấm số 3. Mình cái này mình làm nhanh hơn bên ZBrush rất là nhiều.
ZBrush hay là SkunJ làm này nó cực hơn, tại vì những cái cơ bản mà làm trên Maya là lúc nào nó cũng nhanh cả. Đây nhỏ thì mình kéo nó lớn lên. Rồi bây giờ tới cái đầu cái chân, cứ thế mà mình làm ha, đầu làm nguyên cái khối tròn được rồi. Khối tròn ở đây mình có thể, nếu mà nó tương đối tròn á thì mình lấy luôn cái khối tròn để vô, không có phải suy nghĩ gì nhiều ha. Đây lên keo đó, rồi bấm chuột phải cho nhìn trồng. À, đây là một cách làm nó rất là nhanh. Rồi giãn ra xíu, quay ngang, cái đầu nằm trước đây, bóp cái đầu lại. Bên này nó có vẻ nó hơi bị cao hơn tí. Đấy, cứ để rồi đó. Rồi cái phần này thêm chân mày, lấy cái khối con mắt thêm vô, cứ mình cứ vậy á, mình thêm từ 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 từ. Nó muốn tròn tròn nó thêm đây ha, thêm đây. Mình cứ việc thêm vô. Đúp cái này lên làm con mắt luôn cũng được nữa. Control D. Kéo đây. Đẩy nó ra. Cao lên, chiều cao nó scale mắt này. Rồi, ủa, đâu mất rồi. À còn đây, mở cái khối lên rồi. Đây à, bên này lúc nào nó cũng cao hơn à. Đây à. Rồi cho nó khối lại. Đấy. À, rồi đúp nó qua bên này. Thì trước khi mình đúp thì mình làm luôn cái phần mặt trước đi ha. Chân mày ở đây nè. Chân mày thì mình cũng có thể dùng nó, hoặc là mình, nếu mà mình muốn school là mình cứ school, còn không mình cứ lấy mấy cái như thế này nè, khối cơ bản, kéo nó, vẽ nó ra thành chân mày. À, chỗ này mình giấu đi hết ha, trong đi. Rồi cái này keo nó lại, uống nó cong theo cũng được, cũng sao hết. Thêm lưới ra hai đường chẳng hạn, rồi uống cho nó cong. Nó ôm theo cái khối ha. Này nằm dưới này nè. Keo nó nhỏ lại. Đẩy nó lên. Đây. Cho nó màu luôn, trong luôn. Đấy, giờ mình dựa theo điểm này mình kéo thôi. Cái bên kia mình cũng có thể mở cái khối này lên ha. Mở cái lưới nè, mở cái khối lưới lên để mình uống theo nó. Cái này thì mình cho nó lên. Đây, đã mình uống theo nó như thế này nè. Này to quá hả? Keo.
số 3 thử coi. Đó, nó tròn như vậy nè. Đẩy nó qua ha. Này là mình để ít ray nhẹ nhẹ đó. À. Đây lúc nào nó cũng bị lệch ha. Nào cũng bị lệch đây. Đẩy cái này vô trong ha, cái vòng phía sau vô trong. Thì mình chọn điểm đi. Sao nè. Đây. Rồi. Tiếp. Đẩy nó một tí nữa. Đó. Nó là như thế này. Sau đó là mình smooth khối nó lên thử coi nó sao. À, đây nó lên lại đó. Cái này cho nó lên luôn. Khối lên đây. Dạ. Yeah. Muốn cái này kéo giãn cái đầu nào cao, đầu nào thấp thì mình canh ha. Đây mình canh. Đây cho nó vô một tí. Rồi. Đây thì mình smooth lên. Đó, pha đi. À. Này là mình chọn hai cái này. Combine nó lại luôn. Combine xong, đúp nó lên, bấm Ctrl D. À, đối xứng vào trục x trừ 1. Cái tâm nằm ngay giữa à. Để coi tâm nằm đâu chứ. Đây, tâm nằm đây. Đưa nó cái tâm nó về ha. Free nó một cái nè. Reset nè, đưa tâm về. Rồi xong mình trừ 1. Đấy. À, ra ha. Phần miệng, phần mũi, phần gì cứ làm theo cái hướng như thế này nè. Ok hết. Rồi, chỗ này thì chịu khó vẽ thôi. Làm bằng hình vuông hết. Đây mình làm hình vuông ha. Làm phần nửa bên này, kéo qua cũng được. Cánh cũng vậy. Đây là cái bước thầy hướng dẫn để mấy em là có cái hướng làm theo thôi ha. Thầy sẽ không làm hết cái này đâu, nó tốn thời gian lắm. Đó, ví dụ như này. Mình cũng phải canh trước, canh sau cho đây. À. Bao giờ cũng vậy, canh hai bên. Lúc này mình chia lưới. Chia ở đây đi. X này chục Z cho nó 3 4 gì đó. Đó. Rồi mặt bên kia hai này cho hai hết đi. Đây, cái chiều cao không cần. Rồi. Lúc này là kéo điểm ha. À, khi mình có cái này rồi là mình cứ việc kéo điểm thôi. Nào nằm trong kệ nó không sao hết. Điểm chỗ này nó nhồn lên. Rồi quay ngang. Đó, nó vậy. Thì mình có thể cắt bỏ phần nữa ha. Chọn file. Cắt phần nữa bên này bỏ đi. Mình làm một bên này thôi. Làm bên thôi. Đó. Đó, đang cắt phần nữa nè ha. Đây, nó như thế này. Rồi vẽ nó theo cái khối. Thì mình phải thêm nó một đường đây nữa ha. Nó còn uốn lượn nè, nó còn uốn lượn, nó cong lên nè. Mình thêm đường đây. À, này đẩy và test xếp vào đường này cho vô. À,
Đấy. Rồi, giờ mình lâu lâu mình cũng phải coi cái phối cảnh ha của nó như thế nào. Chỗ này nó lởm, nó lồi sao đối với con vật đó, nó đó, lâu lâu mình phải coi cái hình. Rồi, chỗ này bắt đầu bỏ X-ray này đi ha. Bây giờ mấy cái này nè, mình có thể tạo laser, tạo trên một cái laser ở đây nè, mình giấu nó đi, khóa nó lại cũng được ha. Rồi, hoặc là tắt nó đi luôn đấy, để mình dễ làm việc với cái này. Này mình chọn material trong nó lại. Đó. Lúc này mình nhìn là mình thấy. Thì để cho nó dễ á, mình nên mở mấy cái cửa sổ ha. Mở hết mấy cửa sổ đây, giờ nó cao vậy nè. Thì cái điểm ngoài nè mình dời vô ha. Đây là cái trên cùng nè. Cái đường này là đường giữa ha, còn này là đường giữa của cái này. Thì nếu mà bước đầu á mình chưa cần á thì mình muốn cho nó dễ nhìn á thì mình bỏ cái đường giữa luôn cũng được ha, làm sao mà để cho thiệt là dễ và làm thôi. Đấy, giờ như thế này nè, có thể là mấy em sẽ quen á thì không sao, rồi có những em mà nó chưa quen ha thì mình phải delete cái đường giữa đi, bỏ lại, mình chưa cần thiết thì mình bỏ đi. Đó. Rồi. Kéo nó vô. Phần này kéo vô. Ha. Đấy là còn cái này ở đằng sau, ở đằng trước nó này, ở đằng trước nó nhọn ra ha, trước nó nhọn tới đây thôi. Đó. Mình làm xong cái này á, thì mình mới bắt đầu mình ép cái đường giữa này vô. Ha. Là ok. Nghiêng bấm số 3 coi. Đây, giờ nó dư nè. Nó đẩy nó lại. Của cái này rồi, để cho nó dễ nhìn nữa thì mình có thể đúp nó qua bên kia ha. Đây, edit duplicate spatial, mình sửa bên này thì bên kia nó sẽ đi theo ha. Reset nè, instant nè, trừ một nè, đối xứng qua ha. Đấy. À, mình thấy được cái phần của nó, mình kéo giãn lồi lõm gì đó là nó sẽ thấy, nó đi theo. Ở đây cái hình nó hơi thiếu. Rồi. Lúc này mình có thể thêm đường được, mình muốn cong thêm, muốn gì đó thì mình phải thêm đường ha. Đây rồi, muốn nó lồi lõm mình phải chỉnh sửa. Hai cái hình nó không có đều nhau nha, cho nên là mình phải chịu khó tí lấy một trong hai cái hình. Ví dụ bên bên này cái hình nó thấp ha, cái miệng này thấy nó nằm dưới này, nhưng mà bên này mình thấy cái miệng nằm trên này cao, thì mình theo một trong hai hình thôi, mình có thể theo một trong hai hình này cho nó lên hay là cong xuống như vậy này, xích lên lại tí số 3 đấy, này đỡ hơn rồi ha. Phần sau này nông ra một tí để nó thành cái gò má ha, để thành gò má. Rồi chỗ này muốn ấy thì cho nó lõm, cong cong lên tí.
Rồi thêm lưới đường này để mình giữ cái chỗ này cho nó chắc, hoặc là lúc này mình có thể smooth luôn, không sao hết. Nếu mình làm đúng rồi nha thì mình cứ việc smooth. Rồi tiếp tục cái miệng dưới cũng vậy ha. Cái chỗ này thêm miếng, cái miếng vàng này nè. À, thêm miếng vàng là cái miệng ở dưới nè. Có thể mình sẽ lấy cái trên này đưa xuống ha. Ví dụ như mình bấm Ctrl D. Lúc này là chút nữa mình phải mirror nó qua ha. Đây, bỏ này đi. Bây giờ mình là phải mirror nó qua nè. X trừ. Đấy, mirror nó qua. Đây. Rồi cái phần mà phía sau này mình không có cần á thì mình bỏ nó đi. Những cái phần nào mà không cần á thì mình có thể delete để cho nó dễ, mình dễ làm việc thôi chứ không có gì hết. Đấy. Này mở lên ha. Rồi tới cái này gò má, miệng, cánh, phần chân, cứ thế từng khối mấy em làm cho nó hoàn thiện. Rồi xong thì sau này mình mới bắt đầu đi retouch poly. Thí dụ như thầy xong đây ha. Đây thầy smooth nha. Smooth lên thêm cái nữa. Đấy. Càng mịn càng tốt. Đây, mình cái này mình cũng phải smooth nè ha. Matte smooth. À. Này cũng vậy. Khi xong rồi đó thì mấy em phải smooth. Đây. Chỉnh lại chỗ này tí. Cái phần bên trong mình có thể bỏ đi. À, chỗ này nó bị nhiều quá nè. Phải lấy cho nó một cái vòng ở đây đi, delete nó đi. Delete. Kéo cái file này. À. Đây, kéo này vô. Scale. Rồi chỉnh này lại tí. Rồi. Mấy chỗ này là mình phải cắt gọt lại ha. Đây nè, nó bị lòi ra nè. Rồi kệ nó cái chỗ đó đi. Bây giờ thầy ví dụ cái chỗ này khi mình làm xong nè. Khi mình làm xong, chọn hết ha, combine. Mấy cái này thì dễ, thầy chỉ hướng dẫn cái cách làm thôi. Combine xong mình mở outliner ra nè, để nó còn nè. Delete on by type 3D sạch sẽ ha. Đây mình đặt cái tên là cái gì đó ha, hay là high poly hay là low poly hay là cái gì đó ha, để chữ gì cũng được đó. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu mình đi retouch poly. À, đi retouch poly thì mình tắt mấy cái này đi, không cần thiết nữa. Bây giờ retouch poly nè, đầu tiên snap mắc lại đây. Rồi sau đó modeling toolkit hoặc raw. À, nếu cái chỗ nào mà mình đi mà thấy nó chưa có láng hay gì đó, mình ráng mình canh lại cho nó đúng hình cái rồi bắt đầu mình làm. Thường các cái khối ở đây thì mình phải đi làm sao cho nó rộng ra, đầu tiên mình đi thưa ra ha. Đó. 1, 2, 3, 4. Rồi. Bây giờ mình cũng phải canh đây nó nè. Đây. Đây. Cho nó dễ. Đó, canh đều ra. Đường giữa hả? Dư. Đẩy này lên đi. Ủa, thiếu đường. Đó, rồi. Bây giờ mình vẽ xuống dưới.
Lúc nào mình cũng đi vòng theo cái khối của nó ha. Nào mình nên đi vòng theo khối. Sau đó nhấn Shift. Đây. Rồi bắt đầu chỉnh lại tí. Chỉnh cái đường cần thiết thôi. Mấy chỗ nào mà không quan trọng thôi. Còn cái mặt này là mình phải chỉnh sau. Khi có lưới xong đều hết rồi, bắt đầu mình mới chỉnh. Rồi, ở đây mình có thể ít chút ra từ trên này được ha. Nhấn Tab á. Thấy chữ ít chút nó xuất hiện ha. Chuột trái là một cạnh ha. Chuột trái là nó cứ kéo ra nó từng cạnh như nè. Đó. Rồi. Chuột giữa là nguyên cái vòng ha. À, nguyên cái vòng nó ra vậy nè. Thấy không? Cho nên là mình có thể chút thoải mái ở đây. Đây cũng vậy. Ha, mình lên. Tab kéo lên. Cái gì đây? Ở đâu rồi? Mình muốn làm khúc nào đó thì mình cứ việc kéo ra chứ không phải mình ngồi mình vẽ vẽ từng đường nữa ha. Vẽ từng đường là mình tập ban đầu thôi, còn muốn nhanh á cứ vậy, kéo ra đây. Ha, kéo ra như thế này. Đó. Rồi, cái đường này kéo ra. Kéo ra. Kéo ra. Kéo ra. Rồi xong mình mới xoay nó lại. Giờ điểm nhẹ lại một tí. À, lúc này ở giữa là mình chỉ có việc nhấn Shift là xong. À, cứ vậy đó. Hai đường. À, rồi. Đi vòng cái khối luôn luôn tứ giác nha. Một khi mình đã làm đấy, tới đây thì mình relax. Thấy không? Relax thì nó đều ra. Đấy, nhấn Shift. Shift relax là nó đều ra. Mấy cái cạnh thì nó không có giãn ha. Chỉ khi nào mà bên trong nó mới giãn. Mấy cạnh thì mình phải dời đi. À, rồi từ chơi chỗ này cái mình làm lên trên. Chút lên. À, đây nó bám lên rồi thấy không? Tiếp tục. Cái chút nó lên. Thưa thưa ra một tí. À, thì mình ép thêm đường nó dễ hơn ha. Rồi mình chút tới đâu thì mình nên canh nó một tí. Hiểu đây. Cố gắng nha mấy em mà chưa có quen retopoly thì chịu khó. Canh đã, lúc mình làm là mình phải canh cho nó tròn như thế này. Nó đều, nó đẹp lưới. Cái này là mình chỉ có việc có công ngồi làm đi lại thôi chứ không có làm gì cả. Rồi, từ đây nhấn Tab ha. Đẩy lên tiếp chỗ này. Đấy, rồi mình lại chỉnh ha. Chỉnh chứ. Còn không chỉnh cũng được, mình cứ để đó đi. Cứ lên chỉnh cái cuối cùng là được. Từ đây. À, thí dụ tới đây nè. Bây giờ mình chỉnh cái đường này nè mới là quan trọng. Còn cái đường kia là mình relax nó là ok, không có gì hết. Rồi, đầu chỗ này mình thêm lưới nè. Nhấn Ctrl. Sau đó Shift Relax. Ha.
Đây, nó giãn ra lại không? Đấy, mấy em mà làm lưới á, mấy em làm lưới coi cái sừng á. Cái phần nào bên nhỏ thì nó sẽ thu lại ha, ở bên ngoài nó giãn ra, bên trong nó thu lại, nó mặc định lại vậy. Đây, giờ thấy không? Bây giờ mình có thể đi lưới từ một cái cơ bản trên Maya như thế này, mình cứ kết nối dính lên phần nào cũng được hết, cứ dính lên phần nào cũng được hết. Trên này cũng vậy ha, trên này mình cũng đi giống y vậy. Ví dụ như đây là cái khối nó phải đi như vậy thì mình cứ trước tiên đi một vòng theo cái hình này trước cái đã ha. Ví dụ như chỗ này nó nhỏ góc nè, mình cứ đi vậy nè, nó cho mình phép mình đi được, mình đi được hết ha. Đây. Đó. Là mình có được cái vòng ở bên ngoài này ha, có được cái vòng bên ngoài. Rồi thế này là của con mắt thì mình phải đi theo cái vòng con mắt, chỗ này mấy cái đường nó sẽ nhỏ, nó xếp lại ha, thì mình phải có cái đường của con mắt này. Ví dụ như đây mình làm con mắt nè, rồi cái này có thể là mình hồi nãy mình đi không kỹ á, cái này nó phải lõm xuống để cho có con mắt ha, thì mình có thể kéo nó xuống. Rồi đây dưới này đi, này nó chạy ra đằng trước rồi nha. Đấy, này bị chạy ra đằng trước nè, rồi mình cho nó sát luôn đi, tại nó cứ cho nó là con mắt như thế này đi, mình phải hiểu cái cách đi lưới là được. Rồi lúc này mình mới thêm vòng ha, cái này phải sát thì mình cho nó sát luôn. Đây, đó. Rồi chỗ này này mình phải có một cái của này. Giữa hai cái này mình đẩy nó ra ha, xíu đẩy cho nó thành à. Đây. Đây luôn luôn mình phải đi đúng cái kiểu của nó ha, con mắt lưới phải đi vòng tròn như thế này. Cho mình xích vô đây một cái thế. Này nó chui vào trong nha. À, nó chui trong ha. Là thấy không? Thôi chỗ này nó bị cái gì? Delete nó đi. Mặt ngược. Rồi. À, con mắt mình phải đi cái vòng nó như thế này nè. Cái chỗ này là mình do cái lỗi ha. Mình không để ý thì bây giờ mình đẩy cái này lên. Đó, cho nó nằm phần trong của con mắt luôn. Cái miệng là của cái miệng, con mắt là của con mắt. Đây. Okay. Đó, ôm vòng mắt vậy đó. Cái này cũng vậy ha, canh nó lại của con mắt. Phần nào của con mắt mình đi theo nó.
Rồi xong mình mới đi vòng theo cái chân mày nữa ha. Nếu mà cái chân mày nó cùng một cái khối trên này, còn nếu mà không thì mình làm chân mày rời ha, thì mình không có, có làm mà mình sẽ đi hết con mắt nó vòng ra làm sao. Còn nếu mà nó là cùng một khối thì mình phải đi. Đây. Rồi tới đây là ví dụ nó giữa nè, cứ nối ra giữa đi ha. À, chỗ này mình làm gì nó lệch dữ à. À cái này nó nằm bên này mình nên đẩy qua luôn, thôi kệ nó đi. Đấy, lúc này là mình phải có thêm cái đường này nữa nha, đi vòng theo của cái chân mày. À, cái chỗ này mình phải tách ra thêm một đường, tách ra đây thêm đường đi vòng đây. À, thì chỗ này ở đây nè. Đấy. Đó. Rồi cái này nó mới đi lên trên này. À. Thì chỗ này nếu mà đây mình phải nối nó ra. Có một cái đường. Nào ở trên thì mình cho nó trên, nào ở dưới thì mình cho nó xuống dưới. Có thể này ở trên thì mình cho nó trên. À. Đường giữa thì mình cho nó giữa đi, đây. Này trên đi. Đây. Này trên này dưới. Để này vô cho nó lên. Để này lên. À, mình lấy cái này làm ở trên luôn. Đó. Ừ. Chưa. Rồi mình coi coi nó đủ điểm không ha. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 gì đó. Thì mình phải coi nha, coi coi nó đi đến đâu nó thiếu thì mình phải làm cho nó đủ. Ví dụ như đây bắt đầu mình mới thêm nè. Đó, bắt đầu chỗ này nó thiếu nè. Này là tứ giác ha. Không sao. Mình cứ đi tứ giác bên trên nè ha. À, chỗ này nó thiếu rồi. À. Chứ nếu mà chỗ này nó rộng mình muốn thêm một đường nữa thì mình phải thêm đường xuống dưới này mình đi lên. Ha. À. Nhưng mình thêm đường nữa là mình thêm từ đây nè. Đã, rồi bắt đầu mình mới đi lên. Đi lên. À. Ví dụ như chỗ này à. Rồi mình phải đi vòng xuống này nha. Vòng xuống đây. Thêm đường ra nè. Vòng đây nè. Đó. Mình cứ đi thoải mái, miễn sao cái đường lưới nó đẹp ha. Rồi xong mình mới chỉnh. Ví dụ chỗ này 3, chỗ 2 gì đó thì mình có thể thêm trên này hoặc là thêm dưới này tùy thích. Đây. À, thêm đường thì mình thêm đường ở trên. Đây. Đẩy cái này qua. À, canh này ra. Rồi chia chỗ này. Ồ, cái này chạy xuống. Bỏ. Này anh bỏ này. Đó,
đi lưới chân mày ha. Chỗ này bắt đầu mình phải chỉnh lại cho nó đẹp nha, tròn chứ không thôi là nó xấu. Dưới này mình, ở trên này mình thêm thì dưới này mình phải thêm. Rồi tiếp tục những cái chỗ này mình đi ra ha. Này thì dễ rồi, thầy chỉ hướng dẫn cái cách là mấy em có thể dùng những cái khối cơ bản thay vì mình phải ngồi mình đi lưới nè, rồi mình làm rất là cực ha. Thì mình phải làm những khối cơ bản này trước. Rồi xong cái phần miệng cũng vậy, mình phải đi vòng theo đường miệng. À, khối của cái miệng đi vòng ra sao. Mình còn thiếu cái chỗ này ha. Rồi bây giờ mấy em tập làm cái bài này đi, thầy gửi cái hình lên rồi đó. Làm trong cái buổi hôm nay để thầy sửa cái cách để mấy em biết làm như thế nào là cái đúng hay là sai như thế nào, để thầy biết cách thầy sửa luôn. Còn bài tập về nhà thì mình tính sao. À, mấy cái này mình phải đi theo cái khối nó cơ bản nó gì hết ha. Trên này rồi độ dày nó chút xíu thì mình độ dày chút xíu lên đây. Đó. Rồi bắt đầu nó lên đây thì mình phải kéo giãn ra. Canh nó cho nó được hợp lý. Rồi tiếp tục cái lên trên này mình đi thêm ha. Rồi giờ mấy em